Chào các bạn nha, đây là anh học sinh già nha các bạn. Hôm nay rất là phụ thầy được những tác phẩm lớn lớn rồi nha các bạn. Học hiểu không anh già? Hiểu. Ok không? Học đi, gắng làm trở thành đồng nghiệp của tôi. Cái này là anh đi mua nghề nha anh. Học cái gì lấy là vốn hết mẹ quyển lồng ngực cái tay rồi này nọ. Đây là những tác phẩm xăm tặng rảnh nha các bạn. Và đây là những tác phẩm sửa nha. Vô đây đóng tiền học, vừa được cái nghề vừa được sửa hình nữa. Rồi anh này học trước mấy tháng mà còn chậm hơn anh già nè. Kế bên là anh Bến Tre nè, xa xa là anh Cà Mau nè, gần gần là anh Nhiều Chuyện nè, Đắk Nông hả? À, anh này bị tự kỷ nha các bạn, anh bị tự kỷ mà anh gọi là tự kỷ kỳ lắm nha, tự kỷ nó nhiều nha. Người ta tự kỷ là ít nói, ảnh tự kỷ nó nhiều. Người ta nói là ngày nào cũng phải có sự cố gắng, tuổi nào cũng đi học được, quan trọng lớn tuổi hay nhỏ tuổi không quan trọng, quan trọng là mình tiếp thu và quan trọng là mình tôn trọng nơi mình từng học. Ít nhiều gì mình cũng ở đây vài tháng thì ít nhiều gì cũng có nhiều kỷ niệm, ít nhiều gì trên đường cơ thể nó vẫn có những đường kim nhất nhật của tôi, đúng không? Ra rồi nhớ chút xíu, sau này thả kim vô, có tiền rồi nuôi vợ nuôi con được rồi, bạn là người hưởng được tiền, tôi hưởng được tiếng thơm, đúng không? Nhưng mà khi bạn thành công tôi sẽ mừng. Giờ như giống bạn của anh này nha, mày mò 3 tháng nha. Chứ đừng có giống như cái anh này nha, học xui cua vợ của bạn nha. Ý lộn chứ, ủa anh kia đâu ta? Không có, ở đây không có. Cho nên là ở đây mình thì không có giỏi, thật sự mình không giỏi. Mình được cái là mình dạy rất là nhiệt tình. Bạn đóng tiền cho tôi thì bạn cố gắng học sao được những gì của tôi đang có. Chứ đừng như đây mình học cho mình, chứ đừng học cho ai hết. Học cho bạn đến hồi ra phá rồi bạn đi mất tiêu nha. Cho nên mình phải cố gắng. Thế nó học để lấy cái nghề nuôi thân mình, chứ đâu phải đi vô đây kiếm bạn. Bạn tôi cả đóng, ở đây cũng bạn cả đóng. Anh nào có vợ có con vô đây học thì cố gắng chút xíu nha. Chưa. Giống như anh này nè, đó, vợ con nè. Bỏ chạy vô. Con chưa. Chạy gì đâu đi. Anh mà phải lấy thì kiếm mới lấy được chứ. Anh mà lấy là vốn rồi, chứ phải cần giấy xe nữa. Anh này anh vô anh học anh lấy là nhiều thứ lắm nha. Còn anh này có lấy lại được gì chưa? Con lấy được gì không? Chưa hả? Chắc không? Cho mày nói lợi á. Vậy có nha. Má tao thấy mày bạc quá chừng. Á, mày nghĩ nó lấy lại được gì chưa hả? Được rồi. Vậy là quá trời trời. Tại vì mày ngu quá mà không nhìn ra được thôi chứ. Có lấy được nhiều. Có thằng Nhí chưa lấy được nè. Đó, thằng Bến Tre cũng chưa lấy được. Anh này đồng hương của mình nha các bạn. Mà anh mà không mang được cái tên của tôi về với Bến Tre thì anh xác định anh thua thằng Khai BD Bến Tre nha. Biết BD Bến Tre không? Dạ. Yeah. Biết không? Còn anh này là bớt nhiều chuyện nha, bớt tự kỷ nha. Đó, ổn với nó duyên khỉ bạc má, nói tới gãi liền à. Đẹp trai đúng không? Có gãi chưa con? Chưa. Có bầu chưa? Chưa. Mới quen thì dễ thương đúng không? Quen nhiều quá, nói nhiều quá, gãi bỏ luôn phải không? Tại sao tối không ngủ mà nói chuyện tới ba mấy nghe con, ảnh hưởng nó phòng cái bên. Làm bài gì làm bài thì người ta làm cho im lặng với mắt mớ, làm bài tới ba mấy mà nói chuyện ồn nha. Buồn à, điều thế. Anh mà anh buồn nó nói nhiều không anh già? Dạ không. Hả? Không à. Nếu mà người nào theo dõi thì thật sự là thấy học trò cũng dạy xong xuôi, đa số là mở được tiệm nha bạn. Và đa số là kiếm được đường tiền học phí nha bạn. Và đa số là ưa về bị đồng nghiệp xấu dìm hàng cũng như vậy. Cho nên là ở đây tôi có những bài học rất là hay hữu ích. Mục tiêu làm sao? Học lấy cái nghề, kiếm được tiền, lấy ra tiền học phí.
rồi xong xuôi mình sẽ mày mò thêm, học được những người khác nữa, rồi đúc kết kinh nghiệm cho mình. Đừng có nói là vô đây 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, ở đây ăn dầm nằm về, mâm nào cũng có, mâm nào cũng ăn, mâm nào cũng nhậu, cái gì cũng có phần, cái gì cũng được cho, đã xong xuôi ra rồi quay lại nó không được cái gì hết. Bỏ nha, mình không thích những đứa như vậy. Vì sao? Tại nó là ẻ cục cứt ra, nó còn có đầu có đít mà. Một cái cây nó còn có gốc có nguồn mà, đúng không? Đừng có đi đường tà lên, nghề bạc lắm, sớm hay muộn còn theo nghề là còn gặp nhau dài dài. Mình gặp nhau trong cái môi trường gọi là đồng nghiệp, hoặc mình gặp nhau trong cái môi trường là thầy trò, đó là do cách mình cư xử và mình sống với nhau. Còn ở đây là dù bạn giỏi như thế nào nữa, thả cái kim vô vẫn là tôi chỉ cho bạn đầu tiên. Còn nếu mà bạn nghĩ bạn sinh ra cùng với máy xăm là cũng thua rồi. Lâu lâu mình nhớ các bạn lắm, nhiều khi nhớ những đứa con bị hụt, nhớ những thằng mà đụng mới nói rồi bỏ ra 15 triệu mà đóng tiền, đây là số tiền rất là nhỏ, chỉ có thằng con chó nó quay lại cắn là mình mới đầu nhớ như vậy. Lập tên cho đã, giữ cho đã, nên là ai chửi mình sao nhớ nó tài quá rồi. Cũng sao, nhưng mà nói là tôi nói cho bạn nghe là 40 tuổi học được, 18 tuổi học được, 17 tuổi học được. Tôi có những đứa học sinh 17, 18 tuổi hiện tại là đang là chủ tiệm xăm đi. Thì có nghĩa đầu tư vô là số tiền không đủ rồi là vô để ăn dầm nằm về. Nhưng mà lấy là nhìn học sinh mà thành công, hoặc nhìn học sinh mà nó xăm được đó, mình là người thầy rất là vui. Biết rằng là tiền nó hiểu á, tiền nó hưởng chứ nó có chiêu mình được đồng nào đâu. Nhưng mà lâu lâu gặp lại nhậu cái em nhỏ sướng nè. Này nói gì? Anh nào? Chồng mình coi anh kêu họa mi nồi hốc này. Ở đây nè, là Kha ở đây là Bến Tre luôn nè. Đó. Đây, nó là nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo liền không? Á, thằng học trò 18 tuổi, thằng Nguyễn Thiện Dương đó mới vô coi Facebook đó. Đóng 15 triệu vô đây học bây giờ là tôi thấy về làm bít tai bít lưng lấy là vốn hả con, sướng không? Mà như con ăn ở nhà thầy ít nhất 8-9 tháng rồi đó, ăn dầm nằm về, mâm nào cũng có đó, nó còn cắt máu ăn thời với mấy người kia nữa mà. Bù đen bù đót à, bù đen bù đót cắt máu ăn thời. Đó nó có một cái vòng tròn đi vòng dầm trong đó, rồi cuối cùng cũng quay lại. Sống làm sao rồi, nó sau này mở tiệm rồi có học trò nó hỏi thầy mày là ai, tôi nhắc tới cái đồng đó là đồng nghiệp xấu như thầy trò chị máu trộn chồng yêu trình thơ như xin chào chồng yêu đi ẻ đi cái bà kia má mày kia một cái tối ngày 54 ra xem bạn thấy không, 40 tuổi biết chịu học, biết sự tôn trọng người ta những được. Ta nói là tôi ở nhà có cái duyên bạn tìm tới tôi để trở thành một người thầy trò, nhưng mà từ một cái duyên phải có sự tôn trọng, và từ cái sự tôn trọng đó mới có sự quý mến, và sau cái sự quý mến người ta mới tồn tại, đúng không? Anh này là đi học là lỗ rồi, đóng 15 triệu là lỗ rồi. Lỗ đậm luôn. Má trên người ảnh là cũng xăm bấy hết trơn rồi, còn là hình tặng không. Những tác phẩm này tặng để kỷ niệm. Mà có nhiều anh đang mang trên người tôi thành kỷ niệm. Nhưng mà không nhớ tưởng đâu là sinh ra có. Đây hình sữa này. Đây, nhập đây. Tao kia. Con với người ta Vinh Nhí cắt máu ăn thời chung với bạn con mà con nhớ rồi. Đi ăn nhậu liên tục không nhớ nè. Mâm nào thì cũng dắt đi hết mà. Ok, mạnh ha. Rồi luôn, đó dễ một á. Thôi đứng lên chút xíu. Đó, rồi nói chính xác, đó là vừa.
chia đổi 23 chia đổi 30 chia đổi 21 à 21 mặt mày dài nó già mày nhà mình đi chung mà có thấy mày già thằng 30 tuổi luôn á chia đổi 23 người ta 40 tuổi mà học làm được mà các bạn nhỏ hơn các bạn học không được là các bạn già đúng không quả mi khó trên trình trình tạo di sinh là nhậu đi chồng ơi ta không có được khỏe nghe anh Vương ai? Phải đoan suy nghĩ nhiều về một cái vấn đề khó thì không có khỏe được ai? Thằng ta biến tao nói gì dạ thầy có phải không tao đang bị đau tim hiểu không tại vì tao dạy cho mày xong xuôi tao dạy cho thằng bạn của mày tao dạy cho thằng cắt máu thời với mày xong xuôi và nó bây giờ nó cũng thành chủ tiệm rồi nhưng mà nó nói nó mày mò với lại nó bị rồi nó nói là nó cũng đóng tiền đi học mà đâu phải vô học chùa đâu xong giờ tao nghe tao tim tao nó nhảy cái đó gọi là đau lòng nhưng mà không sao trước khi mình đau lòng là mình cũng đã lấy tiền học phí rồi không sao cuối cùng là không lỗ hiểu không con tai biến còn đây là anh này 36 tuổi nhưng mà anh cũng vô anh làm rồi anh học rồi nha trễ rồi gọi là lưu ban chút xíu để cho cứng cứng chút xíu mới ra mở tiệm và trước khi xong cái gì là vợ xỉu nhà bắt đầu là về anh nhau coi đâu 60 người coi đêm 30 40 mình tại mình thông báo cho mấy anh học trò cũ của tiệm nha thông báo cho những anh học trò cũ của tiệm là thầy đang làm những cuốn catalog làm những cái catalog như vậy nha. Đây là mẫu tả trong thầy làm khung nha. Đây là mẫu tả đây là khung nha. Đây là khung mặt trái mặt phải đây là mẫu tả hôm nay làm khung khung mặt trái khung mặt phải đây là mẫu tả đúng không thì những học sinh cũ về tiệm đi thầy tặng thấy sao có làm gì với người ta đúng không nhất là những bạn mà ở Đắk Lắk nè Bù Đốp nè Tây Ninh nè về thầy tặng một nhiều bộ lắm đó. Cũng như đây mẫu tả đúng không đây là khung ủa đúng ai có ăn cơm không không nhậu đi không luôn chú ngồi mày mất một cuốn rồi anh Dạ rồi. Dạ, chứ không có quên nhau. Lý Hà đang tặng chế cho em đi chế. Máy hoạt động Lý Hà đang. Lý Hà đang á. Con đẩy BD Biên Hòa. Xuống đây thông đích với chế thì được chứ không có cái gì ở đây chế chỉ có nước tương nước mắm đồ ăn thôi hiểu không vụ gì mới vậy đẩy bê đây này cứ mỗi lần phát lại kêu mình cứ rượu mới cứ vô thả thánh giết à mất một cuốn rồi nha mỗi lần phát lại đỡ thì mất mắm rồi đó không hỏi được nó không đó chào tướng anh Hoàng à giọng là mắt mày nâu bây giờ mày làm như tôi già nó vậy không biết ai cũng muốn một bà đâu bấm gì đó sắp cẩm rồi phải bảy bốn sao con cảm giác sao con hả không nói nên lời võ hoàng phan công chầu thầy đúng không
Dũng Nguyễn Thanh, dạ con chào thầy. Tim đi mấy bạn ơi, cái tim nhiều rồi, thầy nói chuyện tiếp này. Tim thật em đó là cuộc sống nó hay nhất là khi mình vui. Mình vui chứ là mình giỡn với khách, giỡn với những anh học trò. Và mình giỡn với vợ nhiều quá là mình vợ mình nó sẽ đẻ. Thế là mình anh đi em không? Không. Nhậu đi anh. Không luôn. Bỏ nhậu rồi. Đi mua mồi rồi bay. Không luôn. Nói đây nhậu rượu nha anh. Không luôn. Thôi. Không là không. Em thích anh nhậu rượu à. Bỏ luôn. Đẻ đâu kìa. Xong rồi, xong rồi. Ừ, ở trong rồi hả? Xong rồi, xong. Ghê không? Rồi, xe xuống, chuyển xuống. Dạ, chuyển xuống. Đúng rồi hả? Chuyển luôn, tả đầu đen một số ai thôi. Ừ. Đó quay ngược lại, bắt đầu lấy một số. Mày anh không tả luôn. Nè. Đạp đi. Chào chú. Đánh nè. Tim đi cả nhà ơi. Nè, xin xin thì nó không có biết nói chuyện, nó câm. Hả? Đánh vậy nè. Rồi, lao qua. Thấy chưa? Thấy trên lạnh không? Đánh. Đánh ở trên, đánh trên xuống nè. Đánh, đánh ngay cái like ra nè, thấy không? Nè. Mình sẽ thấy từ đậm lên lọt nè. Đó nè. Lao, đánh trong xuống là lao liền để mình coi độ đen nó. Rồi, ở trong chưa đen nè. Đưa nhẹ ra. Đó, đánh lại. Đưa nhẹ ra, đánh lại. Thấy chưa? Thấy chưa? Ừ, nhưng mà cái này nó chưa đen, đánh lại chưa đen. Tại vì tôi đã không đeo vào tay cho nên tôi không đánh kỹ. Quay đầu qua này. Quay đầu cho. Đó. Máy giờ những ngày trong. Cái này là đâu giống các bạn đâu mày. Muốn biết muốn quẹt không? Hả? Không biết muốn quẹt hả? Chú muối cho con. Tìm đi cả nhà. Thầy lượn nó coi. Không thôi chưa. Thầy đang coi. Rồi cứ nhạc cứ bay. Cái mốt là cứ nhảy vậy nè. Nhớ nhà. Nhớ nhà. Nhìn dễ ha mấy đứa ha. Đi lên da nó dễ hơn giấy ha. Da heo nhiều. Con đi da giúp cái ăn mực. Con đi da heo nó khó nên mình tặng cái khó trước rồi. Lên da nó mới nó bên kia đó đó. Hiểu được những gì mình dạy mới là hay. Hai con này nó đâu ra đường không mày? Mày giống như gì vậy? Thấy không? Anh em mình dạy học sinh là mình đứng kế bên mình. Không ra đường đâu. Nhóm nó lại cho không nó ra mấy công bị mấy giống. Đánh cái nào là cái đó cho tôi đó. Nè. Cái này tôi cái con. Cái này quá ngon. Đánh nè. Lúc nào mà có mặt hài là với cô đông còn không có mặt hài là không có ai coi. 66 lượt coi. Chào cả nhà, đang coi live stream của thầy nha. Chim đi, chim đi, chim đi, xe chim, xe chim. Đánh, đánh Hoàng Anh, chim đi, chim đi. Hoàng Anh già, anh già. Chào thầy, Đặng Nhất. Chào thầy, thầy còn chửi đủ nữa không vậy thầy? Gì vậy? Nào vậy? Đặng Nhất lần nào? Không biết. Vô lẫn chưa đen được gì đâu là nóng rồi. Nó vô lẫn nó đen rồi. Thì cái nào anh để lâu nó đen. Đen chỉ như này cũng Tướng Nguyễn Atatic. Atic Atic đọc là Agatic. Hay ha, Agatic là gì? Con vô thầy. Tướng Anh chào sư mẫu kìa. Chào anh Tướng Anh nha, khỏe không anh? Trùng quốc anh hả? Không. Chào sư dịch làm biết rồi này, anh già. Anh này bạn của Tèm của anh 5 người. Ừ. Già chưa? Tèm ảnh 5 người mà mâm nào cũng có. Mà ra rồi có anh nhớ anh không? Đúng không? Ôi, chịu quá rồi. Không, đéo quên đâu. Không bao giờ quên được những thằng đó.
làm cái hình dán nó trong kia đi. Thôi dán dán cái một cọc thì được, nhưng mà đủ mấy càng dán chi mệt. Vừa nó đi không ra nữa mất công. Dạ cả nhà, Facebook na thầy đang hướng dẫn học viên xăm trực tiếp một kèm một với cả nhà. Bây giờ anh có đi nhiều lần nữa thì anh mát cũng vẫn mờ, tại vì anh không có ứng xuống đi nhiều lần thì đi mặt ra, thấy không? À, mặt này đi nhẹ cái này cho nó dày lên, đặt được rồi. Nguyễn xì bo, xì o, xì bo. Nguyễn bo bóp. À, chưa có nghỉ đâu nha Nguyễn. Giờ này là đang dạy học viên ha, có khách giờ dẫn làm nha. Cái này là thầy đang trực tiếp kèm học viên. Nó quấn cái nào nữa anh cứ đặt về cái bài học đây là thầy chỉ rất là tận tình nha. Đó, một kèm một, những khi mà lúc làm cái nào sai thì thầy sẽ vô nghĩ vô, thầy sẽ chỉ cho biết cái sai lỗi của mình để mà sau này mình làm sẽ giỏi hơn. Cái này mà đúng, đây tôi tỉnh nè. Cái này mà đúng, mà tôi tỉnh. Giờ này là những anh học viên ham học ha, và những anh mà lười sẽ về hết. Một hai bỏ nè, bắt đi số ba nè, đánh nè. Thấy không? Từ số ba trước đánh nè. Tại vì kia là mình xác định nó là mình tô đen rồi, nên mình cũng là mình cứ đánh trong góc ra. Chào Hiếu Nguyễn ha. Đánh làm sao cho mình xét cái xe lên đây rồi. Anh đánh thì không bao giờ mà nó đen lên được, nó cứ mờ mờ vậy. Chưa Mão có bao nhiêu người coi không? Anh thấy Chưa Mão có bao nhiêu người không? Người ta thẩm mỹ khác, bên đây là cái dạng như người ta tò mò nhiều hơn, hiểu không? Bên đây là người ta thần tượng nhiều hơn. Không chịu đâu. Chặt đi tôi. Người ta thần tượng mình không chịu đâu. Vì em giận anh vợ. Giận. Ờ, không kia nha. Tướng anh Hoàng nếu đúng ra ảnh xác định đúng đường bay ảnh là rồi. Rồi, chào Hàng Phong nha. Ảnh đồ mới chập chờn quá cho nên thầy đồ mới sao mà biết không hả? À? Biết bỏ Hồng Phong không? Không sao biết sao mà không trời, người ta biết mình biết. Đây là đang kèm cho anh học viên già nhất tiệm nha cả nhà. Đó, ảnh già rồi, bây giờ ảnh đua với thời gian nên ảnh sẽ học khuya nhiều. Những anh nào mà lớn tuổi vô đây học á thì phải học đua với thời gian đó, nên học khi đi sớm về trễ. Còn mấy lớp trẻ thì sẽ có thời gian nhiều hơn. Còn anh này anh già đúng ra anh phải làm lẹ, anh học lẹ để ra anh kiếm tiền. Chào ca vi phạm nha. Những bạn nào thần tượng thầy thì share cái livestream của thầy nha cho mọi người, cho bạn bè mình cùng xem nha. Cảm ơn Hiếu Nguyễn nè. Đừng bao giờ để chậm kia đó. Cường Phạm hả? Cường Phạm chú mới nhớ con nha cô. Cường Phạm là ai vậy anh? Biết Cường đó. Bé nó ưa qua kia muốn cà phê. Cà biết kìa. Bây giờ đâu là có biết phỏng kêu anh uống cà phê hả? Cà phê gì vậy anh? Cà phê từ thiện á, nó tới đây nó uống á, mà mình luôn luôn uống rồi nó tới đây nó uống hoài cái gì, uống tôi bỏ thùng từ thiện nó thầy đang trong. Làm cá nha Nguyễn, thầy đang dạy học viên mình ha. Đứng chỗ nó vẫn mờ bây giờ mà không, bữa nay thầy bận rồi, thầy không có dạy nấu ăn nha. Hoa rơi cửa Phật. Nên hỏi nay thầy dạy món gì? Chim chấm. À, đã mổ cái mỏ ông là tôi thấy rồi đó. Đó, giật không? Đó. Đây mình ăn còn sống cho bạn, lồn chấm mù tạt. Cái câu mình lừa lắm. Hoặc là đúng, nếu mà bạn nữ thì mình sẽ dạy cho bạn cu sầu lăng. Không, này nam anh ơi. Này nam hả?
khi khuya thầy mới dạy nấu ăn nha. Thầy mày đủ thứ nghề. Dạy nấu ăn. Chợ Dương Rạch Giá. Dương Rạch Giá nó dễ thương, nó thời tâm với ngoài Phú Quốc. Nên có giá khuyến mãi nha, những chị, những bạn nào mà muốn xăm mình thì lại thẳng tiệm nha. Có giá ưu đãi cho yêu thương, cho những bạn nào yêu thích hình đó, xăm đó, nha. Đó là cái đồi bích lưng bích tai nha. Giá nào nha, cái giá nào cũng có hình cho mấy bạn nha. Nhưng mà tiền ít là hết được vô thơm luôn nha. Tiền ít là chỉ hết vô gió thôi đó. Không phải tớ mà đòi độ ăn hủ tiếu gõ, rồi bới tô hủ tiếu tàu mà không được đâu nha bạn. Không, chỉnh là hết nè, có những hở nè, không xua rồi nó trắng nè. Cái con hô này tối ta ăn sống, thịt sống rồi không có cần nấu hô rồi. Thấy không, thầy phải đổi hướng, mấy bạn ngồi chỗ không à, mấy bạn kêu khách đổi không à. Không cần đâu, giống như mình về là bây giờ có ai chung đâu, phải để đó thôi. Anh xích thôi, cái xe lại với nhau à. Không lấy được đâu, mình đâm không lấy được đâu. Ờ, nó bóng kia xích với nhau. Mình lấy xe ăn trước. Anh rồi anh xích thôi, cái xe anh với xe này lại được. Không, anh cài báo động mới lấy được. Mời cái báo động của ông bé với điện. Cái xe nó bự quá thầy. Xe ổng ai lấy. Xe ổng ai lấy đâu. Xe ổng đi uống xăng thêm. Đúng rồi là hú rồi. Lúc chưa anh đi xe gì, anh đi ẹt hay đi gì? Chú quay. Quay đó bỏ mà lấy rồi. Quay không có đâu. Cái này bên đó người ta có một. Không, giờ mình lớn mất thì không có phải đi học luôn. Mắt mình đi bắt ngáp đi. Bắt ngáp đi không? Chạy tiền, chạy xe kiểu. Ở đây là những hình chịu khó, chịu cực đi ban ngày đi chạy xe. Tối tranh thủ để học có cái nghề nuôi bản thân. Mục tiêu của bé thanh niên này là lo học cái nghề để kiếm tiền sau này cũng nuôi gái hết à. Bé bảnh à. Chứ già này. Bảnh. Tìm đi các bạn ơi. À, những bạn nào yêu thích thầy thì share livestream về cho bạn bè mình cùng coi ha. Và tiệm đang có giá khuyến mãi dành cho những chị em nào muốn xăm hình nha. Muốn sư đứng cơ. Bậy quá. Đây là anh học viên già nhất mà vẫn phải học được ha. Thường là lớn tuổi sẽ học chậm hơn nhưng mà ảnh sẽ được ưu tiên và thầy sẽ kèm nhiều. Còn những anh trẻ thì thời gian rất là nhiều nhưng mà mấy anh trẻ sẽ học lẹ hơn những anh già. Tại vì anh già ảnh ăn chơi nhiều quá, tay chân ảnh gung. Chơi nhiều quá. Trẻ thì nó khỏe hơn, nó sức hơn. Nên những anh nào mà lớn tuổi thì cứ ấy. À, hai ơi, cửa Phật ơi, chắc cho vô chùa nghe. Ủa hả? Không, thầy nói thầy kêu cái gì chấm bùa tạc đó. Kêu lồn chấm bùa tạc hơi cay cay nha thầy. Này. 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 Đặt cái tên hoa rơi của Phật mà nói chuyện thiệt. Con không phải con của Phật rồi. Con là con của quỷ sẽ tăng. Nhỏ lớn thầy chưa biết được cái lộn ra sao, nó làm sao cho được chấm mù tạt. Này chắc ăn lộn. Đưa lên coi, đưa lên giống không? Đây nè. Hoa rơi của Phật, thầy cho con coi cái lộn nổ qua luôn nè. Thấy cái lộn nổ qua chưa con? Nè. Bỏ nha. Tục tiểu nít. Bậy bạo quá. Đây là địa chỉ tiệm nha cả nhà, 32 Thích Văn Đức, phường 5 Phú Nhuận nha. Những ai mà muốn xăm hay là gì cứ đến thẳng tiệm nha, chứ không có tiếc thầy, không có tiếc qua Facebook và tin nhắn điện thoại nha. Mình cứ đến thẳng tiệm và đến mình sẽ tư vấn, có người tư vấn trên một cái hình ưng ý theo giá tiền từ vừa túi tiền của mình luôn. Ma Thảo, chào thầy với Ma Thảo ơi. Đâu? Ma Thảo đang xem. Tôi nói là ma mà nó thấy ma, ai? Kêu Ma Thảo. Bà mày nó vô chưa kịp chào, tụi bay lên tiếng rồi mà nó giờ nó không chào là ma nó bị bóc lít liền.
Đó. Có được không? Con về sớm không được học kinh nghiệm, buồn quá thầy ơi, mày xào lỗ nữa rồi. Mày xào lỗ. Mày đi chơi. Đây 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 đây. Đó. Chết rồi con. Mai phạt rồi con. Mà không phạt nó tội nó. Giờ đi làm xe cứ đi làm giữ xe lại đây nó nghe. Thì nói đi, được rồi. Mai vô đây. Mang theo cái mũ nha, thầy bới cho con, thầy đút cho con, lấy cái mũ của con, thầy đút cho con ăn nha. Gì vậy? Nhớ lời thầy chưa? Nó hiểu rồi. Cảm muốn bự bự á. Thảo vậy làm hả? Bao nghiệp vậy? Bao nghiệp cho con. Làm kiểu gì tính mà. Cố gắng nha con, tiền mốt dành nuôi gái nha con. Nuôi gái rồi chỉ làm tòm thôi. Đây là anh già học được 2 tháng nha cả nhà. Đó, anh học được 2 tháng, bây giờ anh có thể xăm một tác phẩm đó nửa cánh tay. Phiêu rồi. Bây giờ anh ăn là anh không nhả đó. Thằng nào vô là bước qua xác ông á. Dạ. Dạ. Em nghĩ học đi sẽ làm không ạ? Dạ không thầy ơi. Đi đúng đường rồi thầy. À, trước đây, cả nhà thấy không? Nhanh nhanh vậy đó. Học 2 tháng mà bắt đầu ảnh đầu anh thả hồn vào tác phẩm đây. Nói y vậy thôi. Y chang vậy luôn á. Đây cái quả này có giá rất là sinh viên nha. Những ai muốn xăm hình thì cứ đến thẳng tìm nha. Giá rất là sinh viên. Dành cho những bạn nào mà thích hình mà không có khả năng xăm thì đến đây cứ đến thẳng tìm sẽ có cái giá yêu thương cho những bạn đó nha. Đó. Bây giờ thử coi anh nè, có anh nào xin miếng đất không? Coi anh già anh nhả không bay? Giờ thức sáng đêm mà cũng quýnh từ sáng đêm á. Dữ lắm. Không biết mệt. Con phê là hôm nay thì mệt. Giờ đang nắm tâm bản con cá đúng không? Dạ. Dạ hiểu rồi. Chờ mấy anh này coi đi, mấy anh này đất rộng lắm nè. Tay chân rồi trắng nõn. Đất ở đây là bao la, đất sa mạc các bạn. Nhậu đi anh ơi. Anh bảo được nó nói anh giờ anh về đó. Anh già này hả? Không nói nhậu anh về đó. Già này nè. Ô, ông mà khỏi nói bụng ông mà tôi biết ông chứa đủ rồi. Ủa Vi, dạ. Mặt cái già này xỉn luôn á. Xỉn chắc quá anh cao à. Tiệm tối vẫn hoạt động như thường nha, rất là bận rộn. Thầy thì tối rảnh sẽ làm khung vẽ những hình trước để cho bài học viên ngày mai. Bây giờ là viên lên thực hành. Tối về sớm về 10 giờ. Hiện tại thầy đang khuyến mãi nha, khổ A4 là 1,8 triệu nha cả nhà. Ai muốn có muốn hình xăm á thì cứ đến thẳng tiệm nha. Mày mà nhậu á quỵ, mày mà nhậu tiệm ta tuổi đè cả hiếp mày luôn á. Trời đụ má, thèm phu chích mẹ. Ừ, em đang ở Sài Gòn nè, chị nhậu không? Ghê không? Mày dám rủ, mày rủ chồng tao hay rủ tao vậy? Ủa chồng tao là tao không bảo đảm mày đâu á. Chào Vũ Đình Văn nha. Đây là những anh học trò siêng năng học ở lại tối đây để học kinh nghiệm thêm. Để có kiến thức hành trang để cho cái nghề cho mình. Còn những anh làm biến thì có thể đi về. Rồi những anh này thì chịu học cho mình, học nghề là học cho mình nên phải siêng năng dòm ngó hỏi. Chào chú Nguyễn nha. Hello Tâm nha, Tâm Te nha. Tâm Te, Tâm Tè, Te. Đây là những anh chịu học thì ở lại sẽ coi kinh nghiệm. Rồi chào Tách Tô Tăng nha. Khi mà lên mẫu nếu mà cảm thấy lực tay nghề của những anh học viên mà yếu thế nào thì thầy sẽ nhảy vô chỉ liền những cái điểm yếu đó. Chị
Đây là giá sinh viên nha cả nhà. Đó. Nhưng mà chất lượng ở đây chúng tôi bảo hành nha ha. Đó, thấy không? Học 2 tháng mà anh Quýnh rất là điêu luyện nha cả nhà, giống như là chuyên nghiệp trên chục năm vậy á. Có bụng vô chút anh lên hình cho đẹp chút anh. Đại học. Anh ơi. Ô phải xích quần vô ơi. Anh làm những cái mẫu mini chưa? Chào Nhật Bao Lâm nha. Đây là bé khách này rất là mạnh mẽ nha cả nhà. À, thanh niên mạnh mẽ đó. Thả tim đi Tướng Anh ơi, thả tim đi. Ai cứ hả? Tướng Anh. Anh già. Xin tim cho tim liền luôn cho ơi à. Ghê không? Tim nhiều vào cả nhà ơi. Mày học hiểu không? Chứ tao lo mày lắm á. Chưa mới những anh. Nó mà nó thích thứ 3 thì mấy rồi nói chuyện không cho người ngủ. Gì ghê vậy? Nó dài vô cái phải. Nó sốt luôn, đủ mới lên cảnh học cũng nó sốt luôn. Nói dữ lắm phải không? Ở đây có mà nghe trong phòng đó. Đi ngủ đi mày, là bộ nó mình xác định này đó là sáng mai lên đường đó. Nói bản bên đây là cũng nghe một đầu lắm. Nhai như một cái máy. Rồi. Đúng rồi cả nhà, tìm nhiều vào đỏ màn hình luôn. Những bạn nào yêu thích thầy thì sẽ livestream đi ha. Về cho bạn bè mình cùng coi chiêm ngưỡng tác phẩm này. Chim đi, chim đi, chim đi. Cảm ơn Thi Dung Vô. Thả tim, thả tim. Thu Quỵ là con hô á. Hôm nay mập của em đi đâu rồi? Hôm nay mập đi ăn đám cưới rồi, hô ơi. Chào Tâm Xá nha. Nói chung là học là như vậy là ok đó, từ từ sau này sẽ đỡ mình nữa. Học ra là nghề dạy nghề thôi, còn thầy là chỉ có nhiệm vụ dạy và truyền đạt kinh nghiệm và lý thuyết cho mình ha. Còn học giỏi hay không mà mình hiểu biết hay không là do mình nữa ha. 50% là thầy truyền đạt kiến thức và 50% còn lại là học viên phải biết nỗ lực, siêng năng học. Học là phải biết hỏi, biết dòm. Cái nào không biết thì hỏi thầy. Thầy không giấu nghề, quan trọng là mình chịu học hay không đã. Cái này để cho mình già. Già nóng không mãn không? Già sống được rồi. Đây nè, để nè. Cái đó xong rồi. Đây nè. Đây xuống đây một cái. Đây xuống đây một cái. Tạm lên lọt. Đây là lên lọt vô đây. Thì Dung. Đã canh chứ hơi quýnh cho bạn nào. Nè, có nghĩa là canh hay lọc nè. Điện lớn nè, điện lớn nè. Xuống nè, con xuống. Chúng ta quýnh cho bản năng là nó lem lung tung, không quản lý được kim. Đứng lên, xoay nghiêng qua 45 độ. Đấm mặt vô, mặt góc. Mặt góc luôn, ừ. Ăn nó đi trà sữa sao nó khó chịu đi trời. Nó uống đi nha, tình trâu, tít bụt. Đứng lên, đừng có quýnh được đó. Ừ đúng rồi, nghiêng qua chút xíu. Rồi. Chính xác. Đó, được đó. Rồi bắt đầu bắt cho mấy đen đi ra. Rồi quản lý được cái kim nha. Dạ. Nó quýnh lên ngoài nha. Được. Giờ qua được thì học. Ai? Đúng hô. Học gì? Học gì? Muốn học gì? Học chứ có hai cái giờ này học đủ học đẻ thôi. Anh nói gì người ta? Giờ này gái đứa vừa qua học gì thôi, vậy? Thôi đừng có nói, nghe là ổng qua học sinh lý đi cơ. Trời ơi, má sinh lý là chết luôn á. Ở nhà ngủ đi.
Ai? Ai rồi? Bỏ tay đâu? Tê thầy. Tạm mái. Qua đây học môn sinh với môn lý nha. Cái này là em nè, anh không quản lý được nè. Nè. Nhớ mời gì? Chào hàng thi nha. Đây quá. Cái bàn tay còn gốc này chi? Nó phải uống hay có sóng biển chứ không? Nè. Máy nghiêng nè. Đặt xuống nè. Nay là không ở nhà với con sao rảnh rỗi dữ vậy quỷ. Nghiêng vậy chỉ mà anh dựng đứng là anh mới vô được nè. Nè. Đây. Thấy không? Tìm đi cả nhà ơi. Tìm đi. Phải quản lý được cái đầu mũi kim mà nó vô xả từng lai nè. Đó. Đó. Anh dính chỗ này cái lai sát nè. Giờ sao? Giờ phải chỉnh nè. Tôi đẩy cho anh dính là chút xíu. Rồi, chào hàng thi nhiên. Hàng chi. Hoàng chi. Đây là địa chỉ tiệm nha cả nhà. Nó giống một cái kim đài vậy. Cũng kim bay vù vù nè. Bắt đầu xay rồi. Lẽ giờ này thầy phải nghỉ ngơi nhưng vì hả công việc thầy cũng phải tối thầy cũng phải dạy cho học viên đây. Những anh nào chịu học thì thầy sẽ phải thức đêm dạy luôn. Có nhiều anh học không có thời gian thì chiều rảnh thì tối rảnh gì đó thầy vẫn dạy ha. Đứng ra, đứng như nè. Rảnh thì chạy qua, giờ này chạy qua kịp thì chạy qua, gần chị thì chạy qua. Ai? Con hồ có đòi qua gặp anh riết à. Qua gặp thầy chứ. Qua gặp thầy chi mại. Thôi muốn gặp anh nào? Anh Mập. Ờ, nó hỏi anh Mập đâu rồi. Mập, nó chạy mất tiêu rồi. Nghe chị hô là qua là nó sợ rồi. Đâu Mập đâu? Mập đi. Cảm ơn Đạt khách nha. Nè. Mình đứng rồi thấy chưa? Nó đứng đâu phải vậy? Dạ, chị vô nè. Mà nó nghiêng nè. Chào Ngọc Yến nha. Ăn góc nè, ăn đầu nè. Chào Đạt mắt nha. Ở quản lý là cái kim. Không quản lý cái kim là quýnh lung tung ở ngoài đó. Những bạn nào chịu học thì thầy sẽ kèm dữ lắm nha cả nhà. Còn những anh nào mà không chịu học á thì lười học này kia thì đó là học nghề là do mình thôi ha. Thầy truyền đạt cái kinh nghiệm 15 năm trong nghề của thầy. Còn những anh học là mấy anh phải chịu khó tiếp thu ha. Chứ học cái này thầy không có cầm tay mấy anh được. Nên học cái này là phải do mình nữa. Di chuyển nè, tôi đâu có di chuyển một chỗ, tôi đâu có đứng một chỗ giống như anh đâu. Tôi di chuyển. Chào Bách Tato nha. Di chuyển ra thấy đó nè. Đây nè. Rồi, hàng chí. Ăn một góc nè. Ừ, Bách Tato. Rồi, thăm chú nè. Di chuyển thôi nè. Mình phải di chuyển khách nữa, không phải anh ngồi mất khách nè. Phải đẩy nè, đốt nè, cho lên nè. Đặt nè, ngay góc nè thấy không, ngay kim nè, đầu kim nè thấy không, đặt kim nè, xéo nè, nó sẽ nằm như vầy, giống hơi vầy, nằm như nè, hơi nghiêng ngược về, thấy không, nè, bạn nó ngọng đứt mình lên, nè, xét vô, ăn 3 cây, hiểu chưa, ăn đúng 3 cây nè, nè, đặt ngay đường kem nè, đi nè. 1 khóa học thì tiệm thầy chỉ nhận đúng 10 người thôi nha các bạn. Những bạn nào học thì mình sẽ đến đăng ký sớm giùm ha. Mới một đầu tháng 1 tây tháng 9 là thầy sẽ mở khai giảng khóa mới. Đó, những ai học thì đến đăng ký trước ha. Thầy không giấu nghề, quan trọng các bạn học các bạn phải chịu hỏi chịu dòm ha, lắng nghe ha. Chào Ngọc
chào Tony nha. Nếu không quen là sát đó nha, sát tư rất là cao nè, rất được rồi. Rồi cái máy về nè, rồi nó hở đầu ra liền. Rồi chào Huy Trân. Con chào thầy Đạt. Cái này xong xuôi cho anh Đạt đi luôn. Chở bao rồi? Rồi chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon.